8 cách để ngăn chặn làn da không bị lão hóa quá nhanh. Mặc dù chúng ta không thể ngăn cơ thể già đi, nhưng chúng ta có thể làm gì đó để làm chậm quá trình lão hóa. Có nhiều giải pháp để chống lại. Nếp nhăn và da bị chảy xệ mà không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ. Mẹ thiên nhiên có đầy những món quà kỳ diệu mà chúng ta có thể sử dụng để làm trẻ hóa làn da. Dưới đây là 8 cách mà bạn có thể sử dụng để làm chậm lại quá trình lão hóa của cơ thể. Ăn việt quất. Chúng ta già đi và da bị chùng xuống do một quá trình gọi là tổn thương DNA oxy hóa. Mặc dù không thể ngăn chặn, nhưng chúng ta có thể làm chậm lại quá trình này bằng cách tiêu thụ thường xuyên của quả việt quất. Loại trái cây nhỏ bé này rất giàu chất chống oxy hóa và giúp bạn chống lại các dấu hiệu lão hóa. Hãy ăn chúng hàng ngày và quan sát sự thay đổi. Hạn chế ăn đường. Một nghiên cứu gần đây cho thấy tiêu thụ đường làm tăng tốc quá trình lão hóa trong cơ thể con người và dẫn đến quầng thâm, mất nước và nếp nhăn. Để chống lão hóa, các chuyên gia khuyến cáo rằng mọi người nên hạn chế lượng đường và tránh thực phẩm, đồ uống ngọt nhiều nhất có thể. Tránh ngủ úp mặt vào gối. Nếu bạn là người thích nằm sấp mặt trên gối, chúng tôi khuyên bạn nên cố gắng thay đổi thói quen của mình ngay lập tức. Theo các nghiên cứu và chuyên gia khác nhau, ngủ úp mặt vào gối gây ra các nếp nhăn có thể theo bạn mãi mãi. Cách chữa tốt nhất là phòng bệnh. Rèn luyện bản thân thói quen ngủ ở tư thế nằm ngửa để tránh các dấu hiệu lão hóa sớm. Đảm bảo cơ thể bạn đủ canxi. Mọi người đều biết rằng canxi tốt cho xương, nhưng không nhiều người biết rằng nó đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chúng ta khỏi lão hóa sớm. Ngoài tất cả các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, mức canxi đầy đủ có thể làm giảm các dấu hiệu lão hóa và giúp chúng ta già đi một cách duyên dáng hơn với cấu trúc xương chắc khỏe. Biến trà xanh thành người bạn tốt của bạn. Trà xanh là một món quà tốt cho cơ thể bạn từ trong ra ngoài. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa, đồ uống này làm mới các tế bào da giúp bạn trông trẻ hơn. Nó cũng làm dịu vết đỏ và kích ứng trên da của bạn vì trà có đặc tính chống viêm. Uống trà xanh thường xuyên sẽ giữ cho làn da của bạn săn chắc và khỏe mạnh. Bạn cũng có thể đặt túi trà xanh đã sử dụng lên mắt trong vài phút để tránh quầng thâm và bọng mắt. Không tắm quá lâu dưới vòi sen. Để làm chậm quá trình lão hóa, bạn cần phải nói lời tạm biệt với những bồn tắm nóng hoặc thói quen tắm lâu dưới vòi sen. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tắm trong một khoảng thời gian dài làm hỏng làn da của bạn và làm da bị khô. Không chỉ vậy, nó còn dẫn đến các dấu hiệu lão hóa rõ rệt như nếp nhăn và da bị chảy nhão. Hãy giữ thói quen tắm nhanh chóng để bảo vệ làn da của bạn. Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Mặt trời đóng vai trò chính trong việc đẩy nhanh tốc độ lão hóa và bạn càng ra ngoài nắng nhiều, bạn càng có nguy cơ bị lão hóa sớm. Tắm nắng dưới ánh nắng tự nhiên cũng có tác hại như bạn nằm giường tắm nắng nhân tạo. Bị sạm da chỉ là một phần, bạn còn vô tình khiến cho cơ thể lão hóa sớm nếu như không bảo vệ da dưới ánh nắng mặt trời. Hãy dùng kem chống nắng mỗi ngày. Bảo vệ bạn khỏi các tia UV có hại của mặt trời bằng cách che chắn cơ thể cẩn thận. Hiền và tránh căng thẳng. Căng thẳng quá nhiều làm tăng quá trình lão hóa trong cơ thể bạn. Không chỉ vậy, suy nghĩ quá mức và lo lắng cũng dẫn đến lão hóa sớm. Cố gắng đừng để mọi thứ làm phiền bạn quá nhiều. Chúng ta nên tập thói quen ngồi thiền. Thiền giúp thư giãn thần kinh và giải phóng hormone hạnh phúc trong cơ thể khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Đó là cách rẻ nhất để ngăn ngừa lão hóa.